Để đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19 và thực hiện nghiêm chỉ thị 16 trên địa bàn thành phố Vinh, Công an tỉnh Nghệ An và các lực lượng liên ngành đã duy trì liên tục 13 chốt kiểm soát ra vào cửa ngõ của thành phố Vinh. Giữa thời tiết nắng nóng cực đoan của miền Trung, vượt qua mọi khó khăn, các lực lượng tuyến đầu vẫn bám chốt, nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ được giao. Mời quý vị cùng theo dõi ghi nhận của phóng viên truyền hình Thông tấn. Chốt kiểm soát tại cầu Bến Thủy nối Nghệ An và Hà Tĩnh. Đây là một trong những chốt kiểm soát quan trọng với lượng người và phương tiện qua lại rất lớn. Bất chấp thời tiết nắng nóng cực đoan, nhiệt độ ngoài đường có khi lên đến 45 độ C, các lực lượng tham gia chốt chặn không lúc nào nghỉ ngơi. 14 người gồm công an, dân quân tự vệ, cán bộ y tế vẫn căng mình chia thành 4 ca trực, mỗi ca ròng rã 6 tiếng trên chốt trực. Là trực cả ngày thì cũng rất là mệt bởi vì là trời rất là nắng nóng. Mà đặc biệt là thời tiết như hiện tại bây giờ năm khoảng 10 giờ thì nhiệt độ ở trong nhà nó tương đương khoảng 35 độ thì nhiệt độ ngoài trời nó nằm cỡ khoảng 42 đến 43 độ thôi. Rất là nắng. Còn tại chốt kiểm soát thuộc xã Hưng Hòa, thành phố Vinh, hai bên là cánh đồng, không một bóng cây, chỉ có một chiếc lều dã chiến. Các cán bộ chiến sĩ cảnh sát giao thông công an thành phố Vinh bất chấp cái nắng nóng gay gắt như đổ lửa vẫn túc trực làm nhiệm vụ. Để chia sẻ với lực lượng tuyến đầu, người dân thành phố Vinh đã nấu cơm mang ra các chốt để động viên lực lượng tuyến đầu. Rất thương các đồng chí chốt ở đường Sinh Thái Hưng Hoa, giữa nắng giữa mưa giữa cánh đồng này là 40 độ. Cho nên là chị em chúng tôi trưa nay sáng nay cũng đã đến ủng hộ đồng hành cùng với các ủng hộ các đồng chí. Công an tỉnh Nghệ An đã bố trí 40 hệ thống lều bạt đủ tiêu chuẩn tại các chốt trên địa bàn thành phố Vinh và các huyện Diễn Châu, Nam Đàn, Thanh Chương để các lực lượng có thể luân phiên nghỉ tạm, đảm bảo sức khỏe. Tại một số điểm chốt trọng điểm, có các container lắp đặt điều hòa để cán bộ chiến sĩ tranh thủ nghỉ khi giao ca và khi ăn cơm trưa. Khó khăn nhất ở đây là một là cái thời tiết nắng nóng vào mùa hè. Cái thứ hai nữa là lưu lượng các cái phương tiện đi qua lại địa bàn thành phố Vinh rất là đông, và cho nên là nó dẫn đến là nếu nó không làm nhanh thì nó sẽ ách tắc cục bộ về cái giao thông và nó ảnh hưởng đến cái chúng ta phải thực hiện cái mục tiêu kép là vừa phát triển kinh tế xã hội nhưng cũng vừa phòng chống dịch hiệu quả. Cuộc chiến với dịch COVID-19 tại Nghệ An dự báo sẽ còn kéo dài và còn nhiều khó khăn. Tuy nhiên, tỉnh Nghệ An với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị đang triển khai đồng bộ các giải pháp để truy vết, khoanh vùng dập dịch. Trong đó, lực lượng tuyến đầu như công an, y tế, quân sự luôn luôn khắc phục mọi khó khăn, thiếu thốn về vật chất, trở ngại của thời tiết vẫn ngày đêm kiên trì bám chốt với quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh.